Hello, xin chào cả nhà trên kênh uh, Susan uh, Trần Duyệt đây. Hôm nay có tin mới lắm quý vị ơi, à, thật là mới luôn nóng hổi và thổi vừa ăn này. <laughs> quý vị nhé, thật là mừng trong có 3 ngày thôi, ba ngày mà kêu gọi uh, quý vị mà ký vào lên tổ chức nhân quyền đó uh, qua cái link của anh uh, Đình Nguyên đó, anh Đình Nguyên đó, đó là 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 là, là, là Thiền Am Sen trong Bùn đó. Thì hiện nay đã được lên được gần 800 người, gần 810 người đã ký thỉnh nguyện gửi lên Tổ chức Nhân quyền Thế giới. Và hiện hồi ngày hôm nay đó, Đài BBC ở tại uh, Anh Quốc cũng đã nói về thiền Nam về sự mà, mà mà vi phạm nhân quyền của Việt Nam. Cho nên là rất là tin mừng. Đó, hôm nay tin mừng quý vị ạ. Ngày hôm nay bước đây ông xã mình nhé. À, cũng là mình không có lên mặt vì đúng là ngày hôm nay là mình cũng hơi bị cảm một tí, đó, mình được quay cái uh, hình ảnh ở trong cái cái sân room nhà mình thôi. Nó trời lạnh này mang uh, uh, tất cả những cái uh, cây cối ở trong uh, ở ngoài vườn vô nhà. thì cái chủ yếu uh, là mình chỉ báo tin cho tất cả quý vị nào mà còn quan tâm đến là uh, Thiền Nam bên bờ vũ trụ thì quý vị biết được đó là bao nhiêu năm tháng này là thiền an bị chủ nhập, à, luật sư được cũng là luật sư làm nó thiền an, là luật sư vũ gì đó, đó cùng kết hợp với là scene, à, xin à, gì đó, nghe nghe nói là như vậy thôi, mình cũng chẳng đi sâu vào những người đó lắm. thế nhưng mà đã dập vùi thiền an gọi là lên bờ súng ruộng, mà lời nói thật thì không nghe, từ toàn cũng là là là, là du chút bẩn đưa vào những cái 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 cái, cái cái hoạt động của thiền am là toàn đưa vào chụp mũ thôi để để mà xảy ra đến ngày hôm nay để mà mà chính quyền vào rồi mà uh, vây quanh thiền am mà để cho các cháu mà hoảng sợ và lo lắng trong cuộc sống như vậy đó là quá bất công quá bất công cho nên là những người ở hải ngoại này chúng tôi hãy cùng nhau có tiếng nói cùng nhau đã nói là làm là chúng tôi đã được uh, ký được cái thỉnh nguyện cho tổ cứ, cho tổ chức nhân quyền là đã có 800 rồi quý, quý vị nhé đó, à, tôi nghĩ ngày mai là tới 1.000 là là họ sẽ vào cuộc rất là nhanh tại vì ngày hôm nay về BBC của bên 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 à, à, Anh Quốc đó đó họ cũng đã vào cuộc họ nói lên những cái sự mà 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 mà, mà, mà bất công hiện nay mà ở bên thiền Nam bên bờ vũ trụ thế đó là tin rất là vui mừng báo cho cộng đồng và quý vị nào đã cùng À, ký những cái thỉnh nguyện thư đó là quý vị có tấm lòng rất là tốt có tiếng nói đó chúng ta phải có tiếng nói đó rồi những cái việc gì xảy ra bất công chúng ta phải có tiếng nói chúng ta không thể sợ được Nó những cái kẻ mà nó làm hại đất nước nó lấy danh là một một, một 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 chính quyền hay là nó kết hợp với những người mà 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 có cái 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 cái, cái, cái đàn áp họ đó bỏ tiền ra để đàn áp đó. thì trên đất nước này chúng ta đâu còn có nhân quyền nữa quý vị ơi không, không còn nhân quyền nữa Cho nên chúng ta phải là ủng hộ những cái đúng Đó, mà quý vị uh, Có những trí uh, thức Học thức, hiểu biết thì cũng có nên đứng nói Đó, chúng ta nên đứng nói Để làm sao mà cái chính phủ Việt Nam trung ương họ nhìn thấy Những cái hành vi làm sai của dưới, Ở bên dưới các uh, Cấp chính quyền bên dưới Địa phương mà làm sai Pháp luật làm để cộng đồng Là ồn nào ồn trong cả năm nay đó là một cái sự mà, mà Làm cho người dân là là Không bao giờ họ muốn cái sự việc đó sẽ xảy ra nữa Và làm sao để đất nước yên ổn Trong cái mùa dịch này Bà con có công an việc làm Cuộc sống của ta trở lại bình thường Những cái kẻ mà như là Nguyễn Phương Hằng Mà cái đầu đồng bọn của chúng nó đó Lên ngồi trên phá hại đất nước đó Cũng mong Trung ương vào cuộc Mong Trung ương vào cuộc cái tiếng nói Là chúng nó vù dập, chúng nó cậy mà bè lũ Chúng nó ngồi chung với nhau Để mà phá hoại những cái người người ta thấp cổ bé họng, người ta không gây tội lỗi gì mà chỉ ghét thôi mà chúng nó chụp mũ chúng nó làm như vậy chúng ta không thể chấp nhận được một cái sống một cái đất nước chúng ta không thể chấp nhận những loại người như vậy rất mong quý vị có lên tiếng nói thật nhiều vào để cho trung ương vào cuộc đi để rồi bắt đầu là 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 điều tra những cái hành vi sai trái của chính quyền long an đức hòa ok thì tôi chỉ cần là báo cho quý vị biết như vậy thôi nhá rồi quý vị like và share cho các bạn bè biết nhá Okay, bye-bye. I love you guys.